Kính chào quý vị đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 23 tháng 4. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Con trai phát ngôn viên Điện Kremlin gia nhập nhóm Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine đã nhận hơn 230 xe tăng từ phương Tây. Hàn Quốc kêu gọi hợp tác toàn cầu đối phó với kế hoạch hạt nhân của Triều Tiên. Nhiều quốc gia gấp rút chuẩn bị sơ tán công dân ở Sudan giữa lúc quốc gia Bắc Phi chìm trong giao tranh khiến hơn 2.000 người thương vong. Ở Mỹ, đồng minh ông Donald Trump kêu gọi phế truất cựu công tố viên tham gia vào vụ truy tố hình sự chống lại cựu tổng thống. CEO Alphabet thu về hơn 200 triệu đô la Mỹ giữa cơn bão sa thải nhân viên. Các tin tức chính yếu khác. Thủ đô Nga chuẩn bị khởi công xây dựng công viên đô thị dài nhất châu Âu. Thái Lan ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 54 độ C. Tiếp tục với những diễn biến về chiến sự ở Đông Âu, thưa quý vị, tỷ phú Evgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn Wagner mới đây đã cho biết một trong những người con trai của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gia nhập và đang là một lính pháo binh bình thường trong tập đoàn Wagner. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Prigozhin nói, ông Dmitry Peskov là một trong những người quen của tôi. Con trai ông ấy, nếu tôi không nhầm, từng sống ở Mỹ hoặc Anh. Ông Peskov đã gặp tôi và nói, hãy nhận con trai ông ấy và xem nó là một lính pháo binh bình thường. Theo lãnh đạo Wagner, sau khi gia nhập, con trai ông Peskov đã thể hiện rất tốt với tư cách là một lính pháo binh, từng vật lộn trong bùn đất ngập đến đầu gối trên tổ hợp pháo phản lực BM-27 Uragan. Ông Prigozhin không cung cấp đầy đủ danh tính của con trai ông Peskov hay tiết lộ người này đã tham gia vào cuộc giao tranh nào hay chưa. Cho đến nay, người phát ngôn Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Nhưng theo đài RT, nhân vật được ông Prigozhin nhắc đến là con trai đầu của ông Peskov, tên Nikolai. Ngay sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Nikolai Peskov đã bị Washington và các quốc gia phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt. Sau cuộc họp mới đây của nhóm tiếp xúc Ukraine tại căn cứ Ramstein, Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nhóm này đã chuyển giao cho Ukraine hơn 230 xe tăng và 1.550 xe bọc thép chỉ trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua. Nhóm tiếp xúc Ukraine gồm 54 quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã tổ chức nhóm họp lần thứ 11 vào ngày 21 tháng 4 nhằm triển khai phối hợp những nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói Ukraine cũng đã nhận được các thiết bị đạn dược cần thiết để trang bị cho 9 lữ đoàn thiết giáp mới. Ngoài ra, theo ông Austin, một số đồng minh như Đức và Hà Lan đã đồng ý cung cấp cho Ukraine con lan mìn, thiết bị giả phá được gắn trên xe tăng hoặc xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng bổ sung cùng với những phương tiện vận chuyển khác. Trong khi đó, nhiều thành viên của nhóm tiếp xúc Ukraine cũng đang tăng cường cung cấp vũ khí phòng không và đạn dược cần thiết cho các hệ thống phòng thủ hiện có của Ukraine. Phần Lan mới đây đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 15 cho Ukraine tính từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2 năm ngoái, thông tin được đài truyền hình nhà nước Phần Lan Yle trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này. Theo nguồn tin, đợt viện trợ mới trên bao gồm các thiết bị dành cho việc huấn luyện 30.000 binh sĩ Ukraine tham gia chương trình đào tạo của Phái bộ Hỗ trợ quân đội Ukraine của Liên minh châu Âu. Yle dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cho biết, Ukraine đang cần được sự giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi hỗ trợ bằng cách tham gia vào sứ mệnh huấn luyện quân nhân Ukraine của EU và cung cấp thiết bị cần thiết. Theo Yle, sau gói viện trợ thứ 15 được Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö phê duyệt, quốc gia Bắc Âu đã hỗ trợ Ukraine 990 triệu euro về mặt quân sự kể từ tháng 2 năm ngoái. Chính phủ Phần Lan không công khai chi tiết gói viện trợ mới vì lý do an ninh. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã loại bỏ khả năng gửi máy bay chiến đấu FA-18 Hornets tới Ukraine. Ông Vasily Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine ESPU, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Interfax mới đây nói rằng Ukraine đã trao trả một linh mục nhà thờ chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ Moscow cho Nga để đổi lấy 28 tù nhân chiến tranh. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cho biết linh mục được nhắc đến là giáo sĩ Andriy Pavlenko, người bị cáo buộc phản bội quốc gia. Đối tượng được đưa đến Nga như một phần trong cuộc trao đổi tù nhân giữa Kiev và Moscow vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái.
Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, giám đốc SBO Maliuk cho biết, kể từ năm ngoái cho đến nay, cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã mở các vụ án hình sự nhằm vào 61 thành viên nhà thờ chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow. Trong số đó, 7 giáo sĩ bị kết tội cộng tác với Nga, với 2 người được Ukraine dùng để thực hiện trao đổi tù binh với Nga. Ukraine từ lâu đã cáo buộc các đại diện của Tòa Thượng phụ Moscow ở Ukraine đóng vai trò như một kênh tuyên truyền của Điện Kremlin. Tháng 11 năm ngoái, SBU đã tiến hành hàng chục cuộc đột kích vào các cơ sở của giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow và tìm thấy nhiều tài liệu chứa thông điệp thân Nga. Vừa qua, người Ukraine sống tại Bồ Đào Nha đã tập trung biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Lisbon để phản đối Tổng thống Lula da Silva khi ông đang có chuyến thăm đến quốc gia châu Âu. Người Ukraine đã cầm những tấm hình ám ảnh về cuộc chiến ở quê nhà và dương cao biểu ngữ phản đối ông Lula. Ông Lula bị phản đối khi gần đây ông cho rằng cả Nga và Ukraine đều phải chịu trách nhiệm cho xung đột hiện nay. Cuối tuần trước, ông Lula cho rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu nên ngừng cung cấp vũ khí đến Ukraine vì hành động này đã khiến cho xung đột kéo dài. Ngoài ra, ông Lula cũng không lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và kêu gọi đàm phán hòa bình. Phía Ukraine đã chỉ trích những quan điểm gần đây của nhà lãnh đạo Brazil. Những người tị nạn Ukraine tại Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ về vấn đề này. Tôi rất buồn vì tôi không biết tại sao Tổng thống Brazil lại có thể ủng hộ ông Putin. Nhiều người thiệt mạng ở Ukraine mỗi ngày và chúng tôi cần sự hỗ trợ quốc tế. Thật kỳ lạ khi một Tổng thống từng đấu tranh cho dân chủ cả đời lại đứng về phía Nga. Hiệp hội Ukraine tại Bồ Đào Nha đã gửi thư đến Đại sứ quán Brazil để bày tỏ nỗi bất bình về Tổng thống Lula. Lá thư đã được trao cho Đại sứ Brazil Raimundo Crejo và thành viên chính phủ ông Marcio Macedo. Ông Macedo nói với phóng viên sau khi nhận bức thư rằng Brazil và Tổng thống Lula muốn thực hiện sứ mệnh hòa bình. Ông Lula sẽ nỗ lực đoàn kết các quốc gia khác để tìm biện pháp giải quyết xung đột Đông Âu. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 22 tháng 4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Seoul và các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như NATO đã thảo luận về việc hợp tác đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Hội nghị đối tác NATO và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn ra tại Litva gần đây có sự tham gia của các quan chức cấp cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Trong cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc ông Park Yeo-min đã nhấn mạnh rằng các quốc gia cần có phản ứng cứng rắn chung trước các hành động gây leo thang của Triều Tiên. Ông Park khẳng định đây là vấn đề đe dọa đến toàn cầu. Ngoài ra, ông Park cũng có cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao Litva Matas Anominas và cam kết Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc khôi phục hòa bình ở Ukraine. Văn phòng của Tổng thống Guatemala Alejandro Yamate cho biết hôm 21 tháng 4 rằng ông Yamate sẽ thăm đảo Đài Loan từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4. Chuyến đi được thực hiện sau chuyến thăm Guatemala trước đó của lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Theo văn phòng Tổng thống, phái đoàn Guatemala sẽ đến thăm một số công ty ở hòn đảo với hy vọng góp phần thúc đẩy cho việc mở rộng mô hình kinh doanh tại Guatemala. Ông Yamate dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức của đảo Đài Loan và sẽ tổ chức một hội nghị chung sau cuộc gặp với bà Thái. Bà Thái đã kết thúc chuyến đi tới Guatemala vào đầu tháng 4. Bà đã đề nghị hợp tác nhiều hơn với chính phủ của ông Yamate, một trong số ít đồng minh còn lại của Đài Loan, sau khi nước láng giềng của Guatemala là Honduras đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay. Hôm 19 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Guatemala không được hỗ trợ các nỗ lực giành độc lập của Đài Loan. Liên quan đến xung đột Sudan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết đã ghi nhận 413 người thiệt mạng và 3.551 người bị thương ở quốc gia Bắc Phi kể từ khi giao tranh nổ ra cách đây một tuần. Trước tình hình đáng lo ngại chưa giảm nhiệt này, nhiều quốc gia đang gấp rút chuẩn bị các bước để sơ tán công dân ở Sudan. Báo The Guardian hôm 21 tháng 4 đưa tin quân đội Mỹ và Anh đang di chuyển đến gần Sudan trong bối cảnh có nhiều đồn đoán hai nước có thể tham gia vào một số hoạt động sơ tán hoặc giải cứu công dân phương Tây bị mắc kẹt trong xung đột ở Sudan, bùng phát cách đây một tuần. The Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chiều 21 tháng 4 cho biết Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự tới các quốc gia tương đối gần Sudan. Theo đó, Nhà Trắng đang có lựa chọn thực hiện sơ tán cho khoảng 19.000 công dân Mỹ ở Sudan. Bộ trưởng Austin nói trong một cuộc họp báo ở Ramstein, Đức, trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo có thể tiếp tục lập kế hoạch duy trì càng nhiều sự lựa chọn cho Tổng thống Mỹ càng tốt. Song song đó, các quan chức Anh cho biết Bộ Quốc phòng nước này cũng đang tham gia lập kế hoạch thận trọng.
nhưng sẽ không bình luận về hành động mà Anh có thể sẵn sàng thực hiện trong tình huống nguy hiểm. Các quan chức quốc phòng Pháp khi đến thăm Washington cũng đã thảo luận về tình huống sơ tán ở Sudan. Tờ The Guardian dẫn lời một quan chức Pháp hôm 20 tháng 4 cho biết, nếu phải sơ tán thì đó là một tình huống rất khó khăn. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Mọi việc đều được phối hợp chuẩn bị cùng với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực. Guardian cũng có các nguồn tin khác từ quân đội Anh cho biết một số đơn vị đã sẵn sàng cho trường hợp cần thiết, nhưng bất kỳ hành động nào liên quan đến Vương quốc Anh và các quốc gia khác gần như chắc chắn sẽ diễn ra cùng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một nguồn tin ở Mỹ nói rằng có thể quân đội chỉ được triển khai để tạo điều kiện cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ rời đi. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel ngày 21 tháng 4 cho biết, trong bối cảnh tình hình ở Sudan tiến triển khó lường, công dân Hoa Kỳ không nên kỳ vọng việc Nhà Trắng thực hiện chiến dịch sơ tán ở hiện tại. Ông Patel chia sẻ, do sân bay Khartoum đóng cửa và tình hình an ninh không ổn định ở Sudan, công dân Mỹ ở đó nên tự sắp xếp để giữ an toàn. Đại sứ quán Anh tại Khartoum hôm 21 tháng 4 cho biết, họ đã thiết lập một đường dây khẩn cấp cho các công dân Anh bị mắc kẹt do giao tranh ở Sudan và đang cố gắng lập danh sách những người muốn sơ tán khỏi đất nước. Ước tính có hàng trăm công dân Anh ở Sudan, theo Guardian. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang xem xét tất cả các lựa chọn để đảm bảo có thể tiến hành giải cứu khi cần thiết. Bộ cũng yêu cầu các công dân Anh muốn được sơ tán hãy cung cấp tên và địa điểm sinh sống ở Sudan, chi tiết thông tin liên lạc và họ sẽ muốn rời Sudan bằng đường bộ hay đường không khi việc di tản có thể tiến hành. Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã cắt ngắn chuyến công du New Zealand và Samoa để quay về nước, tập trung đối phó với cuộc khủng hoảng ở Sudan. Và đồng thời, ông cũng nỗ lực khởi động hoạt động ngoại giao cấp cao để hối thúc hai bên ở Sudan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Hàn Quốc hôm 21 tháng 4 đã cử một máy bay quân sự túc trực tại một căn cứ của Mỹ ở Djibouti để chuẩn bị sơ tán công dân Hàn Quốc rời khỏi Sudan. Djibouti là đất nước ở Đông Phi, giáp với miền Nam Sudan. Theo Reuters, các quân nhân và phi công của lực lượng không quân Hàn Quốc đã chất hàng tiếp tế lên một chiếc máy bay quân sự C-130J trước khi nó cất cánh từ sân bay ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, bắt đầu chiến dịch sơ tán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết toàn bộ 26 công dân của nước này ở Sudan hiện an toàn. Sân bay chính của Sudan nằm ở thủ đô Khartoum đã bị đóng cửa kể từ khi bùng nổ giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự vào sáng ngày 15 tháng 4. Cũng liên quan nỗ lực sơ tán từ Sudan, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Joao Manuel Albert hôm 21 tháng 4 cho biết, máy bay quân sự của nước này đang ở trạng thái chờ và sẵn sàng di tản cho khoảng 60 công dân Tây Ban Nha và khoảng 20 người dân từ các nước khác rời khỏi thủ đô Khartoum ở Sudan. Cường độ giao tranh ngày càng gia tăng và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức sơ tán. Ngoại trưởng Albert phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh Annalena Baerbock ở Berlin. Tuy nhiên, ông nói thêm, các máy bay quân sự của Tây Ban Nha đã sẵn sàng sơ tán và sẽ hành động ngay khi có cơ hội đầu tiên. Theo Ngoại trưởng Albert, nguồn cung cấp thiết yếu đã được đảm bảo cho Đại sứ quán Tây Ban Nha và an ninh xung quanh các văn phòng ngoại giao đã được thắt chặt. Ngoài ra, ông cho biết, một công dân Tây Ban Nha có mặt trên con tàu ngoài khơi Sudan đã được đưa đến nơi an toàn. Trong khi đó, ở Nam Phi, một nhóm phần tử vũ trang đã xông vào một nhà dân ở thị trấn ngoại ô, thành phố Pietermaritzburg, thuộc tỉnh KwaZulu-Natal và nổ súng giết 10 người trong cùng một gia đình. Reuters dẫn thông báo của cảnh sát Nam Phi cho biết, những người thiệt mạng gồm 7 phụ nữ và 3 nam giới, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một cậu bé 13 tuổi. Theo nguồn tin, lực lượng an ninh đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Nghi phạm thứ 3 đã bỏ trốn và nghi phạm thứ 4 đã bị bắn hạ khi đối tượng đối mặt với các sĩ quan. Danh tính các tay súng không được công bố. Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, với khoảng 20.000 vụ giết người mỗi năm. Theo tổ chức phi chính phủ Gun Free South Africa, trung bình có 30 người bị bắn chết mỗi ngày ở Nam Phi, quốc gia có 60 triệu dân với 4,5 triệu khẩu súng được đăng ký. Tại Mỹ mới đây, dân biểu Jim Jordan, đồng minh trung thành nhất của ông Donald Trump trong Quốc hội Mỹ, đã thúc giục tòa phúc thẩm cho phép Ủy ban Tư pháp Hạ viện phế truất một cựu công tố viên tham gia vào vụ truy tố hình sự cựu tổng thống. Luật sư Mark Pomeran từng là người dẫn đầu cuộc điều tra hình sự ông Trump trước khi ngừng theo đuổi vụ việc vào tháng 2 năm 2022. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã phế truất ông Pomeran. Ủy viên công tố Alvin Bragg, người cũng truy tố ông Trump ở New York vừa qua, đã nộp đơn kháng cáo vì không chấp nhận việc tòa án cấp dưới đồng ý với phê duyệt của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán dự kiến sẽ nghe tranh luận vào ngày 25 tháng 4 tới để xem xét vụ việc.
dân biểu Jordan, đồng minh của ông Trump cho biết chất hầu tòa sẽ được bảo vệ bởi hiến pháp Hoa Kỳ. Theo ông Jordan, lời khai của luật sư Pomeran là cần thiết để ủy ban xem xét ban hành luật nhằm bảo vệ các tổng thống và cựu tổng thống khỏi các vụ truy tố mang động cơ chính trị. Meta, chủ sở hữu của Facebook và Instagram, vào hôm 19 tháng 4 đã bắt đầu sa thải nhân viên ở các vai trò kỹ thuật sau khi công ty vào tháng 3 đã công bố kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên. Theo báo cáo, khoảng 4.000 nhân viên bị ảnh hưởng trong đợt cắt giảm mới này. Việc sa thải tiến hành sau khi giám đốc điều hành của Meta, tỷ phú Mark Zuckerberg, vào tháng 3 tuyên bố sẽ sớm cắt giảm 10.000 nhân viên. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, 11.000 nhân viên đã phải thôi việc. Giống như các công ty công nghệ lớn khác của Hoa Kỳ, Meta đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt. Các thông tin cho rằng việc cắt giảm lực lượng lao động này là một phần trong kế hoạch của giám đốc Zuckerberg vào năm 2023 hiệu quả cao. Trong một bài đăng trên Facebook vào tháng 2 năm nay, ông chủ Meta đã viết, trong vài tháng tới, các lãnh đạo công ty sẽ công bố các kế hoạch tái cơ cấu, hủy bỏ các dự án ưu tiên thấp và giảm tỷ lệ tuyển dụng. Trong khi đó, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon vào hôm 18 tháng 4 cũng đã bắt đầu sa thải một số nhân viên trong bộ phận kinh doanh quảng cáo do giám đốc điều hành Andy Jassy cố gắng hạn chế chi phí. Trong một email gửi tới những nhân viên bị ảnh hưởng, Amazon cho biết việc sa thải sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 6 hoặc ngày 17 tháng 7 năm 2023 với nhân viên cư ngụ ở New York và New Jersey. Amazon nói việc sa thải sẽ diễn ra sau giai đoạn chuyển tiếp từ 60 đến 90 ngày. Trong thời gian đó, một số nhân viên mảng quảng cáo sẽ được trao cơ hội để tìm kiếm vai trò khác trong công ty. Trong khi đó, theo hồ sơ chứng khoán mới đây của tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, giám đốc điều hành Sundar Pichai của công ty đã nhận được khoản tiền khoảng 226 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Con số này cao gấp 800 lần so với mức lương trung bình của nhân viên. Hồ sơ cho thấy khoản tiền mà ông Pichai nhận được có cả số cổ phiếu thưởng trị giá 218 triệu đô la Mỹ. Sự chênh lệch về thu nhập xuất hiện ngay thời điểm tập đoàn Alphabet mạnh tay cắt giảm nhân sự trên toàn cầu. Theo tờ Mountain View, Alphabet đã công bố kế hoạch cắt giảm 12.000 việc làm trên khắp thế giới vào tháng 1, tương đương với 6% lực lượng lao động trên toàn cầu của công ty. Đầu tháng 4, hàng trăm nhân viên Google tại London đã tổ chức tuần hành ngay tại văn phòng sau những đợt tranh cãi về việc sa thải nhân sự. Cùng với đó, vào tháng 3, các nhân viên của Google tại văn phòng Zurich, Thụy Sĩ đã đình công sau khi công ty sa thải hơn 200 lao động khác. Thưa quý vị, Quỹ Quản lý Đầu tư Ngân hàng Na Uy mới đây thông báo rằng họ sẽ bỏ phiếu phản đối việc công ty dầu khí BP của Anh Quốc đặt ra các mục tiêu giảm thải nhà kính nghiêm khắc hơn. Quỹ này có tài sản trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Quỹ Quản lý Đầu tư Ngân hàng Na Uy nói rằng họ ủng hộ các đề xuất bảo vệ môi trường, nhưng vẫn sẽ đánh giá cẩn thận từng trường hợp khác nhau. Nhóm hoạt động có tên Phologist đã đệ trình đơn yêu cầu các công ty tuân thủ mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris nhằm hạn chế sự nóng lên của toàn cầu. Norges Bank Investment Management, NBIM, đơn vị điều hành quỹ cho biết họ sẽ có những biện pháp đối phó cứng rắn hơn đối với các công ty không tuân thủ mục tiêu khí hậu. Nhóm Phologist cho rằng NBIM với tư cách nhà đầu tư lớn thì nên thể hiện vai trò lãnh đạo trong các vấn đề khí hậu. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, thủ đô Moscow của Nga đang chuẩn bị các bước cần thiết để khởi công xây dựng công viên đô thị dài nhất châu Âu. Thông tin được thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin công bố mới đây. Theo thị trưởng Sobyanin, kế hoạch trên được đề cử từ năm 2016 với mục đích hợp nhất các khu vực cây xanh dọc theo bờ sông Yaya, nhánh sông chính của sông Moscow, thành một công viên duy nhất. Trong một bài đăng trên Telegram, ông Sobyanin cho biết việc xây dựng công viên Yaya sẽ hoàn tất vào năm 2026 và đây sẽ là công viên dài nhất ở châu Âu. Cũng theo người đứng đầu Moscow, chính quyền còn có kế hoạch thiết lập thêm các vùng xanh dọc theo các con sông khác của Moscow. Dự kiến ba con sông nhỏ ở phía nam thành phố sẽ có các công viên trong năm nay, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em và nhiều hoạt động giải trí khác cho người dân ở thủ đô Nga. Thưa quý vị, nhiều quốc gia châu Á đang trải qua đợt nắng nóng tháng 4 được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử. Đáng chú ý ở Thái Lan, mức nhiệt hôm 22 tháng 4 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 54 độ C, theo thang đo nhiệt độ cơ thể con người cảm nhận. Theo Cục Khí tượng Thái Lan, nhiệt độ thực của nước này trong ngày 22 tháng 4 dao động từ 38 đến 42 độ C, với mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại quận Ban Na, nằm ở phía đông thủ đô Bangkok. Ampon Subasar, 67 tuổi, một tiểu thương địa phương cho biết, tôi đã uống rất nhiều nước, thỉnh thoảng tôi phải vào cửa hàng tiện lợi để tránh nóng. Trong khi đó, ông Chachai Mode, quan chức địa phương nói,
cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột như uống nước lạnh ngay sau khi tập thể dục. Thái Lan trước đó đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cực cao tại Bangkok, khuyến cáo người dân cảnh giác với khả năng bị say nắng do thời tiết quá nóng. Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nắng nóng sẽ kéo dài trong ít nhất 7 ngày tới. Vào những giờ phút cuối cùng trước khi diễn ra lễ Eid Fitr của Hồi giáo, hàng nghìn tín đồ ở Pakistan đã đổ xô đi mua sắm, dù năm nay giá quần áo, giày dép và trang sức tăng cao do lạm phát. Lễ Eid Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, là một trong hai kỳ lễ tôn giáo lớn của đạo Hồi và cũng là dịp để người dân đi mua sắm. Lạm phát ở Pakistan đã chạm mốc 35% trong tháng 3 do đồng tiền mất giá và mức thuế cao. Các khu chợ và trung tâm mua sắm đã đón lượng khách ít hơn mọi năm. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng ở thành phố Lahore vẫn lạc quan. Mọi thứ đắt đỏ nhưng mọi người vẫn mua, lạm phát hay không lạm phát, mọi người đều cần mua hàng để đón lễ. Hiện chính phủ Pakistan áp dụng mức thuế cao để đảm bảo gói cứu trợ 1,1 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ thế giới IMF. Thưa quý vị, Hoàng tử Louis, con trai út của Thái tử William và Phương Phi Kết sẽ đón sinh nhật lần thứ 5 vào Chủ nhật tuần này, ngày 23 tháng 4. Đứa con thứ 3 của nhà Cambridge đã chào đời lúc 11 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2018 theo giờ địa phương tại Bệnh viện St. Mary, phía tây thủ đô London, với cân nặng 3,8 kg. Bệnh viện này là nơi hai anh chị của Louis là Hoàng tử Charles và Công chúa Charlotte chào đời lần lượt vào năm 2013 và năm 2015. Hoàng tử bé Louis được Tổng Giám mục Canterbury làm lễ rửa tội vào ngày 9 tháng 7 cùng năm trong một buổi lễ nhỏ riêng tư tại Cung điện St. James. Hoàng tử Louis là chắt của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hiện đứng thứ tư trong danh sách thừa kế ngai vàng sau cha William và các anh chị Charles và Charlotte. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.